Bạch sư cho con hỏi có một số vị pháp sư giảng giải định nghĩa chữ tu tức là sữa vậy trong tinh thần kinh điển Tam tạng Bali thì hiểu thế nào cho đúng? À, thưa với quý vị đó, trong cái từ Bali, đó cái bản mà các các vị mà dịch là tu á nha, là dịch từ cái chữ là pha quê tí mà cái từ pha quy tí ở đây có nghĩa là phát triển tức là ở đây á mình gọi là tu tập tâm rồi nhưng mà đúng ra mình phải nói là phát triển tâm nha hoặc là tu tập giới định tuệ nếu mà mình dịch cho nó sát nghĩa là phát triển giới định tuệ cho nên ở đây không có cái sửa gì ở đây hết nó chỉ có là cái sự phát triển À, rồi một số nơi á, à, gọi là à, dùng cái từ là pha quý tá thì nó nó có nghĩa là được phát triển tức là tâm được phát triển nha à, hoặc là thân khẩu ý được phát triển đấy à, cho nên cái từ cái chữ tu á, nếu mình dò sát cái chữ bali nó là phát triển chứ còn mình cứ sửa à, sửa ở đây á, là do mình dịch từ cái chữ hán chứ nó không phải là cái chữ gốc Bali chính bởi vì như vậy thiên hạ cứ đè nhau ra mà sửa trong khi nó phát triển thì không chịu phát triển con chữ Bali xin tệ nói hết <laughs> lấy gì nói thì rất là nhiều người hiểu lầm tu là sửa giờ ví dụ nha giờ định nghĩa mình định nghĩa trước sửa là gì sửa là một từ một cái mới đúng không từ một cái mới cái thời gian cái nó cũ cái mình sửa trở lại cho nó gần mới chứ không được mới đúng không là sửa ví dụ chiếc xe mình mới mua cái điện thoại mình mới mua cái thời gian cái nó hư này hư nọ cái nó cũ cái mình đem mình làm mới lại là mình thay vỏ điện thoại mình thay à, cắt ra camera rồi mình sửa lại mình thay pin pin nó chai mình thay pin pin nó bị hư mình thay pin mình thay các linh kiện gọi là sửa nhưng mà sửa sẽ không được như mới đó là sửa vậy đem vô đổ đúng nè bây giờ đơn đã đại khái là bây giờ mình hay, hay nghe Phật pha trong mấy sư thuyết pháp là cái tôi đó vậy sửa thành cái tôi khác vậy rồi cũng cái tôi đâu phải là giải thoát từ cái tôi này sửa thành cái tôi khác từ cái tôi này sửa thành tôi khác rồi mình tham sân si nè mình tu tập để hết tham sân si nè cái này là tu để mất chứ đâu phải để có đâu phải để sửa sửa là, sửa là cái tham này dẫn thành cái tham khác cái điện thoại mình sửa không thể nào thành chiếc máy bay cái tâm tham mình có sửa cỡ nào sửa nó cũng không thành cái tâm khác mà nó chỉ là tâm tham của của cái dẫn khí cảnh khác cái này giống như mình đem cái câu chữ rồi mình chơi với nhau còn mình ở đây á ở đây chúng tôi vẫn như hay dùng chữ tu nhưng mà cái người dùng á cái người dùng người ta hiểu mấy sử dụng mấy sư hiểu nhưng quý vị dùng quý vị là không hiểu đó ví dụ cứ nói nó là sửa hay dùng chữ tu cho nó dễ dùng chữ tu và ai cũng nói ờ à, đi tu đi nhưng mà khi mà ông sư không có pháp học ông học hành cho hiểu biết người ta nói chữ tu nhưng mà người ta hiểu giống như là một cái nhà bác học khi mà họ nói chữ muối họ nói muối họ hiểu trong đó là cấu tạo thành phần hóa học a b c T, y là cái gì còn mình cũng nói muối nhưng mà mình biết mặn là hết mặn xong cho nên mình không hiểu chữ tu rồi mình thấy nó có lý ở à, tu là sửa đúng mà ta. Thật chắc không đúng. Rồi mình lúc mình mới sanh ra mình là tham sân si rồi, đứa bé mới sanh ra nó tham sân si. Chừng nào á đứa bé sanh ra mà nó không có tham sân si rồi nó tu, nó ở cái thế gian này nó bị dính tham sân si nó bị thì mình mới nói là sửa, còn lần này tự tham sân si mình tu để mình thành không tham sân si. Thì cái này là để mất trong ngoài đi sửa, tu đi sửa là hoàn toàn sai.